Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi những thông tin thời sự mới nhất trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Loan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Sau khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất là tử hình cho cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã nhận được nhiều sự quan tâm đến từ phía dư luận. Có người cho rằng mức án đề nghị này là phù hợp với bị cáo Lan bởi những hậu quả mà bị cáo gây ra là quá lớn. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của Trương Mỹ Lan đã yêu cầu xem xét lại tội danh cũng như những thiệt hại sau khi nghe mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị đưa ra. Từ việc Trương Mỹ Lan có thể nhận mức án tử hình cho đến các hành vi phạm tội, vậy trường hợp nào mới không áp dụng hình phạt cao nhất này? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trường hợp không áp dụng án tử hình nhìn từ vụ Trương Mỹ Lan. Như thông tin đã đưa trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt với bà Lan là tử hình. Trước đề nghị này của Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa của bà Lan đã đưa ra dẫn chứng và yêu cầu xem xét lại các tội danh trên. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình, điều được nhiều người quan tâm là theo quy định, trường hợp nào không áp dụng hình phạt tử hình hoặc không thi hành án tử hình đối với người bị kết án. Cụ thể, theo Điều 40 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi quy định, tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác. Như vậy, tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất được quy định tại Bộ Luật Hình sự và người bị kết án sẽ bị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp không áp dụng thi hành án tử hình. Về các trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình, theo khoản 2 Điều 40 Bộ Luật Hình sự năm 2015, không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 40 bộ luật này thì còn quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp. Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên.
người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Bên cạnh đó, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình được gửi đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước. Nếu được ân giảm thì hình phạt tử hình được giảm xuống tù chung thân. Nếu đơn xin ân giảm bị bác thì bản án tử hình vẫn được thi hành. Với các trường hợp trên hoặc khi người bị kết án tử hình được ân giảm thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân. Ngoài ra, tại khoản 3 điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015 còn có quy định, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm. Cũng theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, có tất cả 18 tội có khung hình phạt cao nhất là tử hình, bao gồm tội phản bội Tổ quốc, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tội khủng bố, tội sản xuất ma túy, tội giết người, tội hiếp dâm, tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ. Về hình thức thi hành án tử hình, Điều 82 Luật thi hành án hình sự năm 2019 quy định, thi hành án tử hình được thực hiện bằng tiêm thuốc độc. Quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc do Chính phủ quy định. Phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát bước vào ngày làm việc thứ 11. Trước đó, ngày 19 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã luận tội với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Viện Kiểm sát nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị mức án tổng hợp là tử hình cho 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Dù trước đó bà Lan đã khẳng định sẽ dùng mọi tài sản mình có để khắc phục hậu quả. Bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu. Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại tòa, mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không nhận tội, nhưng căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của những bị cáo khác đã có đủ cơ sở xác định bị cáo Lan phạm vào 3 tội danh như cáo trạng quy kết. Bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết. Lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc tái cơ cấu ngân hàng, bị cáo đã thâu tóm 3 ngân hàng thương mại cổ phần là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng Địa Nhất và Việt Nam Tín Nghĩa. Sau khi hợp nhất, bà Lan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên 91,5%. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt, bị cáo Lan đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Nữ bị cáo cùng đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi như tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan, thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma, thuê nhiều cá nhân, câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm, thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo. Để che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh tra kiểm tra, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ lãnh đạo. Lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB để các cá nhân có thẩm quyền trên bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tại tòa, bà Lan cũng tự nguyện cam kết dùng các tài sản để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Song, cơ quan công tố đánh giá trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, phạm tội từ 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền. Hành vi của bị cáo tạo dư luận xấu trong xã hội và dư luận xấu với quốc tế. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị, loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án chung cho 3 tội danh là tử hình. Chồng và cháu gái của bà Lan bị đề nghị mức án nào?
Với bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, Viện Kiểm sát nhận định từ năm 2020, Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Hành vi của bị cáo đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 1.088 tỷ đồng. Tại tòa, Trương Huệ Vân ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cũng đã tích cực nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả. Song hành vi của bị cáo cũng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội từ 2 lần trở lên. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo Trương Huệ Vân 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Với ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan, cơ quan công tố nhận định bị cáo đã thông qua công ty Times Square giúp sức cho vợ mình là bà Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 9.100 tỷ đồng. Bị cáo được ghi nhận không có tình tiết tăng nặng. Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, ông Cơ ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tác động gia đình khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp cho công tác xã hội. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Chu Lập Cơ 11 đến 12 năm tù. Áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo. Quá trình điều tra và tại tòa, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 người bỏ trốn, các bị cáo còn lại được ghi nhận đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, tác động người thân khắc phục hậu quả thiệt hại. Tuy nhiên, các bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội từ 2 lần trở lên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Khi đề nghị hình phạt, cơ quan công tố phân loại các bị cáo thành nhiều nhóm khác nhau dựa vào tội danh, mức độ hành vi, thái độ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho ngân hàng SCB số tiền 677.000 tỷ đồng thiệt hại và lãi phát sinh. Số tiền bị cáo Dương Tấn Trước, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tường Việt, Nguyễn Thanh Tùng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đông Phương, nhận của bà Trương Mỹ Lan phải hoàn lại để khắc phục hậu quả. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra đã tạm giữ tiền, kê biên tài sản của ông Nguyễn Cao Chí, người chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng, nên đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án. Nhà chức trách cũng kê biên hàng nghìn tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Ngoài ra, đối với các mã tài sản đang thế chấp tại ngân hàng SCB, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giao cho nhà băng này xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Các quan hệ dân sự khác, Viện Kiểm sát đề nghị tòa xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 3, sau khi nghe Viện Kiểm sát công bố mức án đề nghị dành cho mình là tử hình, bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã ngất xỉu ngay tại tòa. Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục phần bào chữa cho các bị cáo. Luật sư Phan Trung Hoài cũng bắt đầu phần bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Theo đó, ông Hoài đề nghị hội đồng xét xử thận trọng xem xét lại việc quy buộc tội danh tham ô tài sản bị tách ra thành tội danh độc lập vì về bản chất và hành vi của bà Lan được xác định kéo dài xuyên suốt 10 năm. Đề nghị xem xét lại nguyên nhân bà Trương Mỹ Lan tham gia SCB. Luật sư Phan Trung Hoài đề nghị hội đồng xét xử xem xét các vấn đề, nguyên nhân, bối cảnh bà Lan tham gia Hợp Nhất và thực hiện đề án tái cơ cấu ngân hàng SCB, việc quy buộc tội danh tham ô tài sản bị tách ra thành tội danh độc lập do thời điểm phát sinh hiệu lực của Bộ Luật Hình sự 2015, tính xác thực về số tiền quy buộc chiếm đoạt. Về nguyên nhân, bối cảnh bà Lan tham gia Hợp Nhất 3 ngân hàng thành lập SCB, luật sư Hoài nói do tình trạng tài chính yếu kém của 3 ngân hàng, người dân rút tiền hàng loạt gây ảnh hưởng đến hệ thống tiền tệ nhà nước. Lúc bấy giờ, bà Lan được vận động tham gia vì có đủ tài sản và độ uy tín giúp quá trình Hợp Nhất thành công. Bà Lan vận động cổ đông cũ đồng ý Hợp Nhất, kêu gọi bạn bè, người thân mua trên 65% cổ phần của 3 ngân hàng này, kêu gọi cổ đông nước ngoài và cho mượn tài sản để thế chấp khoản vay, luật sư Hoài nêu. Đến năm 2022 trở đi, SCB đã xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm nợ xấu và tài sản tồn đọng, đa dạng hóa cổ đông với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trước khi đề án tái cơ cấu 2022-2028 được phê duyệt, thì bà Lan bị khởi tố và đối diện với nhiều tội danh.
Theo luật sư Phan Trung Hoài, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng như hiện nay là do các vấn đề trong cơ chế vận hành, quy trình hoạt động cho vay của ngân hàng SCB. Ngoài ra, còn xuất phát từ mặt chủ quan trong nhận thức của bà Lan với tư cách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông lớn của SCB. Ông Hoài chỉ ra khó khăn của ngân hàng này sau khi hợp nhất bắt nguồn từ khoản vay tín dụng tồn tại của ngân hàng cũ do các khoản lỗ, nợ xấu đã tích lũy nhiều năm. Theo luật sư Hoài, bà Trương Mỹ Lan không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào, nhưng luôn phải chú tâm đưa toàn bộ tài sản, dự án có giá trị nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu. Nhiều bị cáo cho rằng các hồ sơ cấp tín dụng cho vay được thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan. Tuy nhiên, về pháp lý, quyền phán quyết từng hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền, hội đồng quản trị và ban điều hành của ngân hàng. Liên quan đến việc quy buộc tội danh tham ô tài sản, luật sư Hoài cho rằng tội danh này bị tách ra thành tội danh độc lập do thời điểm phát sinh hiệu lực của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Về bản chất và hành vi của bà Trương Mỹ Lan được xác định là cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội nếu có trong xuyên suốt 10 năm. Theo ông Hoài, để có thể truy tố và xét xử bà Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh bà là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt. Hàng trăm tỷ đồng rút ra là để bà Lan trả các khoản nợ của SCB trước đó. Xoay quanh số tiền quy buộc chiếm đoạt, luật sư Trung Hoài dẫn lời bà Lan về nguồn tiền các dự án mà SCB đã mượn của gia đình bà Lan và bạn bè đi cơ cấu nợ trước và trả chậm sau. Nhưng SCB kéo dài, trả nhỏ giọt. Bà Lan là người bảo lãnh vì phải giữ uy tín nên đã phải tìm mọi cách để trả thay cho SCB. Hiện bà Lan vẫn còn nợ rất nhiều mà tất cả các dự án thì SCB quản lý hết, cho nên khoản tiền gần 109.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ mà Bùi Văn Dũng, tài xế của bà Lan, vận chuyển từ SCB về số 127 Pasteur thực chất là tiền của bà Lan rút ra để thay SCB trả nợ cho các dự án bất động sản và cổ phần mà SCB đã mượn trước đó. Ngoài ra, luật sư Phan Trung Hoài cũng đề nghị xem xét trên cơ sở bà Lan đã nhìn nhận nghiêm túc về vai trò và tầm ảnh hưởng của tư cách cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông lớn, thấy được một phần trách nhiệm trước các sai phạm của một số thành viên hội đồng quản trị và ban điều hành trong hoạt động cho vay. Chứng thư thẩm định giá của Hoàng Quân đã hết hiệu lực. Đồng thời, luật sư đặt câu hỏi liệu các chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân lập vào tháng 5 năm 2023 đến nay còn giá trị pháp lý làm căn cứ đối trừ với dư nợ gốc và lãi tại thời điểm tháng 10 năm 2022 để quy buộc bà Trương Mỹ Lan số tiền bị coi là chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại hay không. Luật sư cho rằng cơ sở pháp lý của việc sử dụng chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân chỉ phục vụ báo cáo rà soát cho mục đích đặc biệt có yêu cầu bổ sung về định giá lại tài sản đảm bảo của ngân hàng nhà nước khi tổ chức tín dụng nằm vào diện kiểm soát đặc biệt và hiện các chứng thư này đã hết hiệu lực pháp luật. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Tiếp tục với phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong thời gian qua, các cơ quan tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử nhiều vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế trên cơ sở xử lý không có vùng cấm để làm trong sạch, minh bạch nền kinh tế. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan và các công ty trong hệ sinh thái đã lợi dụng chính sách của nhà nước về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu, chi phối SCB. Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng, bị cáo Lan đã thâu tóm và nắm 91,5% số cổ phần, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo SCB. Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, bố trí thân tín vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của SCB để nắm quyền điều hành, thành lập các đơn vị trực thuộc SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan. Chỉ đạo thành lập, sử dụng các công ty ma, thuê nhờ các cá nhân đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, tạo lập hồ sơ vay khống vốn, hợp thức việc rút tiền của SCB, câu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay, cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của SCB. Bị cáo này còn thông đồng câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, không hoàn thiện thủ tục thế chấp, không đăng ký giao dịch đảm bảo để hoán đổi tài sản đảm bảo, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, bán nợ xấu, cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu, mua chuộc cán bộ, lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít, che giấu thông tin sai phạm.
Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu, gây ra hậu quả đặc biệt lớn, tới hơn 498.000 tỷ đồng, sau khi trừ đi các tài sản đảm bảo đã được công ty định giá Hoàng Quân định giá. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống các hồ sơ cho vay giải ngân 2.527 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 1.284 khoản vay còn dư nợ 677.286 tỷ đồng. Dư nợ gốc, các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ tại SCB. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ, bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ, tặng quà tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, để không đưa SCB vào dạng kiểm soát đặc biệt. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, dữ liệu điện tử và lời khai của các bị cáo khác, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội đưa hối lộ. Theo Viện Kiểm sát, tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội. Quá trình đề nghị mức án, đại diện Viện Kiểm sát xem xét mức độ hành vi phạm tội, thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo khác. Đối với bị cáo Bùi Anh Dũng, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay khống, rút tiền và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị cần có hình phạt nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Bị cáo Trương Huệ Vân là cháu gái của bà Trương Mỹ Lan. Cơ quan công tố đánh giá bị cáo đã giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại. Song hành vi của bị cáo cũng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo này. Chiều ngày 19 tháng 3, Viện Kiểm sát hoàn tất luận tội đối với bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các đơn vị liên quan. Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình, tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Winsdor, cháu gái của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Tại phiên tòa hôm 7 tháng 3, bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Trương Huệ Vân khai lý do phải làm việc trái pháp luật là bị cáo được cô yêu thương và dưỡng dục từ nhỏ nên bị cáo còn gọi cô là mẹ. Bị cáo Trương Huệ Vân khai, bị cáo lớn lên cùng với cô nên bị cáo rất hiểu về cô, rất hiểu về cách sống và cách làm người của cô. Nên cô cho bị cáo được ăn học và cho làm việc tại tập đoàn thì bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào định hướng của cô. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan nên được tin tưởng, giao quản lý và điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo cháu gái thành lập các công ty ma, thông đồng với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, lập phương án kinh doanh khống làm mua bán nông sản với công ty cổ phần Lavifood để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ SCB, sử dụng cho các mục đích của bị cáo Lan và bị cáo Vân. Bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên thành lập, sử dụng 52 công ty ma, phối hợp với Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên ngân hàng SCB để lập hồ sơ vay vốn trái quy định. Cáo trạng xác định, bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma, 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 tài khoản vay khống để bị cáo Lan và bị cáo Vân rút tiền từ SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản vay này có tài sản đảm bảo nên xác định bị cáo Trương Huệ Vân đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ phát sinh hơn 25 tỷ đồng.
Theo thông tin, bị cáo Trương Huệ Vân đã tự nguyện nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Trương Huệ Vân là người Việt gốc Hoa, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bị bắt, Trương Huệ Vân đứng tên cho 35 doanh nghiệp với tổng quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB cùng bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm đã trải qua 4 ngày làm việc. Trong suốt 4 ngày qua, với tinh thần làm việc nghiêm túc, hội đồng xét xử tập trung làm rõ các tình tiết, phương thức phạm tội của các bị cáo. Đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng theo cáo trạng. Phiên tòa sẽ tạm nghỉ trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, sau đó sẽ tiếp tục được mở lại từ thứ Hai ngày 11 tháng 3. Trong 4 ngày xét xử vừa qua, những cảm xúc, lời khai của các bị cáo là câu chuyện được nhiều người quan tâm. Trong quá trình diễn ra phần xét hỏi, lúc 10 giờ 45 phút ngày 7 tháng 3, bị cáo Trương Huệ Vân, 36 tuổi, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tổng giám đốc tập đoàn quản lý bất động sản Windor, được hội đồng xét xử mời lên bục để xét hỏi. Trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng nêu và cho biết mình là cháu gái ruột của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Huệ Vân cho biết bản thân sống, lớn lên với bà Trương Mỹ Lan và thường gọi bà là mẹ. Theo đó, bị cáo Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan nuôi ăn học và cho làm việc tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Trương Huệ Vân cũng khai nhận bản thân biết bà Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của ngân hàng SCB và thừa nhận thực hiện việc lập công ty ma theo chỉ đạo. Bên cạnh đó, bản thân bị cáo Trương Huệ Vân không ăn chia và có quan hệ tài sản khác với Trương Mỹ Lan. Khi được hỏi ý kiến trình bày gì thêm hay không thì bị cáo Trương Huệ Vân hỏi có phải đây là lời nói sau cùng hay không. Sau đó rơm rớm nước mắt cho biết Trương Mỹ Lan đã dạy mình cách làm người. Sau đó, chủ tọa giải thích cho bị cáo Trương Huệ Vân hiểu rõ nội dung mối quan hệ giữa bị cáo và Trương Mỹ Lan khác với hành vi phạm tội như nêu trong cáo trạng. Cáo trạng xác định Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân rút tiền từ ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc là 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Do các khoản vay này có tài sản đảm bảo nên xác định Trương Huệ Vân là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Dư nợ gốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 là hơn 2.809 tỷ đồng. Giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là hơn 1.720 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Ngày 7 tháng 3 năm 2024, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn những người có liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Từ 8 giờ 15 phút sáng, chủ tọa bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Trong ngày đã xét hỏi, công bố hành vi, lời khai đối với các bị cáo vắng mặt, bị truy nã, tổng cộng là 52 bị cáo, trong đó công bố 5 hành vi phạm tội của 5 bị cáo bị truy nã với lời khai của 2 bị cáo vắng mặt. Phiên xét xử ngày thứ 3 kết thúc lúc 17 giờ. Bị cáo đầu tiên mở màn phiên xét xử ngày thứ 3 là Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc SCB. Bị cáo thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng truy tố. Theo đó, bị cáo vào làm việc tại SCB từ tháng 7 năm 2013, trước đó thì làm ở công ty kiểm toán quốc tế. Do điều kiện gia đình làm ở Hà Nội 18 năm nên bị cáo muốn trở về quê hương. Lúc đó, bà Nguyễn Thị Thu Sương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, mời bị cáo về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của Ngân hàng SCB nên bị cáo đã nhận lời. Lúc mới vào làm thì chưa tìm hiểu sâu về SCB, sau 6 tháng thì được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Vận hành. Sau đó, Tổng Giám đốc là Lê Khánh Hiền từ chức thì bị cáo được Hội đồng Quản trị đưa lên làm Tổng Giám đốc. Văn khai không biết bà Lan đưa mình lên vị trí này vì rất ít tiếp xúc với bà Lan. Sau này bị cáo mới biết việc bị cáo được lên Tổng Giám đốc là từ sự đồng ý của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo nghĩ là do bà Lan tin tưởng mình có thể đưa SCB ra khỏi khó khăn. Sau một thời gian làm tại SCB, bị cáo mới biết dù không giữ chức vụ gì nhưng bà Lan là người có ảnh hưởng lớn vì là cổ đông lớn của ngân hàng. Toàn bộ các việc làm của hội đồng quản trị là theo ý kiến của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo thừa nhận ngân hàng SCB thành công cụ tài chính phục vụ cho các mục đích của bà Lan. Hội đồng quản trị cũng là công cụ của bà Lan. Bị cáo có biết các khoản vay tại ngân hàng này cũng phục vụ cho Trương Mỹ Lan. 90% khoản vay tại SCB là do bà Lan vay. Các khoản vay thực hiện không đúng quy định của ngân hàng nhà nước nhưng là các khoản vay của bà Lan nên phải thực hiện. Bởi vì lúc đó tin tưởng bà Lan có khả năng giúp ngân hàng tái cơ cấu nên khi có những khoản vay của bà Lan thì Văn chấp thuận.
Tuy nhiên, Võ Tấn Hoàng Văn cũng khẳng định mình chỉ là người làm thuê, không hưởng lợi gì, chỉ hưởng lương. Do tin tưởng bà Lan vì quá trình làm việc thấy được sự quan tâm của bà Lan với lãnh đạo và nhân viên ngân hàng, có những chiến lược cụ thể rõ ràng nên tin bà Lan có thể đưa SCB phát triển. Về việc chuyển quà tiền cho các thành viên của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước, ông Văn cho biết mình có chuyển 3 thùng trái cây cho bà Nhàn. Khi đó, Văn biết bên trong là tiền nhưng không biết là bao nhiêu. Tổng số tiền đã đưa là 5,2 triệu đô la Mỹ. Sau khi đưa tiền thì ngân hàng không bị kiểm soát đặc biệt nữa, cũng không bị chuyển qua cơ quan điều tra. Trong phần trả lời xét hỏi của mình, bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB khai, những sự việc tồn tại tại ngân hàng SCB đúng như bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai. Hành vi của bị cáo đúng như cáo trạng truy tố, bà Lan mặc dù chỉ nắm 5% cổ phần nhưng giữ quyền chi phối ngân hàng SCB. Cũng giống như hai bị cáo Văn và Dũng, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB khẳng định cáo trạng cơ bản là đúng hành vi của bị cáo. Mỗi lần cần tiền thì bà Lan sẽ gọi cho bị cáo, sau đó đưa hồ sơ tài sản và kêu Dung làm hồ sơ giải ngân. Sau khi giải ngân dòng tiền đi thế nào thì bị cáo không quan tâm do đây là các khoản vay của bà Lan. Bị cáo tin tưởng đặt trọn niềm tin vào chị Lan do ngân hàng SCB khi đó cũng gặp rất nhiều khó khăn nên bị cáo khi làm hồ sơ giải ngân thì nghĩ cũng chỉ là những giải pháp ngắn hạn. Đến lượt cháu gái bà Lan, bị cáo Trương Huệ Vân cũng khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng, đầy đủ. Bị cáo là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, do được nuôi dưỡng từ nhỏ nên gọi bà Lan là mẹ. Bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào định hướng và chỉ đạo của bà Lan. Trong tập đoàn cũng rất đông người tin tưởng vào tầm nhìn nên bị cáo hoàn toàn không suy nghĩ gì về chỉ đạo của bà Lan. Cuối cùng, cô cháu gái này rưng rưng nước mắt cho biết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì mình làm sai trước pháp luật. Bị cáo Dương Tấn Trước một lần nữa khẳng định những gì bị cáo khai tại cơ quan điều tra là chính xác khi làm việc với bà Lan. Bị cáo Tấn có cảm nhận bà Lan là chủ ngân hàng. Tuy nhiên, do tin tưởng vào uy tín của bà Lan nên bị cáo chấp nhận làm các hồ sơ vay theo yêu cầu của bà. Bị cáo khi tư vấn pháp lý dự án mũi đèn đỏ thì được bà Lan trả cho 1.500 tỷ. Bà Lan không trả trực tiếp mà làm hồ sơ ngân hàng cho vay nhưng tiền lãi bà Lan trả. Trong trường hợp bà Lan không trả được thì bị cáo sẽ trả. Đối với 40 bị cáo còn lại là cán bộ nhân viên ngân hàng SCB, nhân viên của công ty Vạn Thịnh Phát đều thừa nhận hành vi thực hiện đúng như cáo trạng truy tố. Các bị cáo xác nhận bà Lan là chủ thật sự của ngân hàng SCB. Các bị cáo thực chất chỉ là người làm thuê, phải làm theo chỉ đạo của bà Lan. Có bị cáo nhận thức là nếu không làm theo chỉ đạo thì sẽ bị đuổi việc. Các bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình và mong sự khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, trong giờ giải lao, hội đồng xét xử có nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Chu Lập Cơ do luật sư viết thay, trình bày hiện tại còn nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đang nợ tiền của các bị cáo. Các bị cáo có nguyện vọng để con gái bị cáo đại diện gia đình đi thu hồi số tiền này và dùng nó để khắc phục hậu quả của vụ án. Bị cáo và luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho chuyển đơn của các bị cáo đến con gái của bị cáo để có cơ sở thông báo ý kiến của bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ cho những người có liên quan để thu hồi tiền. Thay mặt hội đồng xét xử, chủ tọa thông báo đây là phiên tòa công khai, chủ tọa thông báo đầy đủ nội dung đơn đề nghị của bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ công khai cho mọi người và các phương tiện thông tin đại chúng được biết về ý kiến, nguyện vọng của bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ và đề nghị gia đình bị cáo, những người có liên quan thực hiện. Chủ tọa cũng thông báo con gái bị cáo Trương Mỹ Lan là Chu Duyệt Phấn đã được hội đồng xét xử triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt.